rực rỡ Ronaldo 39 tuổi, ghi bàn 8 trận liên tiếp, đáp trả fan đối thủ. Mặc dù đã 39 tuổi nhưng Ronaldo vẫn thể hiện phong độ tuyệt vời khi ghi bàn 8 trận liên tiếp cho Al-Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đang chứng minh tuổi tác đôi khi chỉ là con số. Cựu cầu thủ của Manchester United và Real Madrid vẫn tỏa sáng đều đặn trong màu áo của Al-Nassr. Mới nhất, CR7 vừa có trận thứ 8 liên tiếp làm tung lưới đối thủ cho đội bóng của Saudi Arabia. Ronaldo có trận thứ 8 liên tiếp ghi bàn cho Al-Nassr. Ronaldo chính là người mở tỷ số trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Al-Nassr trước Al-Shabab ở vòng 21 Saudi Pro League. Bàn thắng tới từ chấm phạt đền ở phút 21 của trận đấu. Bàn thắng này nâng tổng thành tích ghi bàn trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha lên con số 877. Bàn thắng này cũng nâng tổng thành tích ghi bàn tại Saudi Pro League 2023-24 của CR7 lên con số 22. Ronaldo vẫn đang giữ ngôi vị vua phá lưới của giải đấu. Tuy nhiên, Aleksandar Mitrovic của Anhela bám đuổi rất quyết liệt. Tiền đạo người Serbia đang có 19 bàn thắng và chưa ra sân ở vòng 21. Dù đã bước qua tuổi 39 nhưng Ronaldo vẫn đang cho thấy sự dẻo dai trong từng bước chạy. Siêu sao người Bồ Đào Nha có trận thứ 9 liên tiếp thi đấu cho 90 phút cho Al-Nassr. Mặc dù đỡ bóng hay rê rắc không còn được mượt như trước kia nhưng Ronaldo vẫn luôn là mối nguy hiểm tiềm tàng đối với hàng thủ đối phương. Ronaldo trêu tức ngược lại cổ động viên của đối thủ. Cũng cần phải nói rằng tố chất tâm lý của Ronaldo cực tốt. Siêu sao người Bồ Đào Nha luôn bị cổ động viên của đối thủ gây áp lực tâm lý. Chiêu trò được sử dụng nhiều nhất là hô vang tên của Messi để trêu tức Ronaldo. Câu hỏi được đặt ra là CR7 có quan tâm không? Câu trả lời là có nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha không vì thế mà ảnh hưởng tới phong độ trên sân. CR7 chỉ đáp trả lại với những hành động chọc tức khác khi trận đấu kết thúc hoặc khi Al-Nassr ghi bàn. Trận đấu này không phải là ngoại lệ. Ronaldo làm động tác đưa tay lên tai trong tiếng hô vang Messi từ trên khán đài. Đó là hành động có phần trẻ con của siêu sao đã bước sang tuổi 39. Tuy nhiên, điều đó cho thấy tinh thần chiến đấu cũng như tính cách hài hước của Ronaldo.